Bố đâu rồi? Bố đâu rồi? Nếu có bất kỳ vấn đề gì khẩn cấp thì hãy nhớ bấm vào nút này. Như các bạn thấy thì cái tình huống vừa rồi nó rất là dễ xảy ra trong cuộc sống và nó cũng khá là nguy hiểm nữa. Thế nhưng mà nếu mà các bạn có trang bị thiết bị MyKit cho con của mình thì chúng ta sẽ tránh được. À đấy, con mình vừa mới bấm SOS rồi. Và với cái thiết bị MyKit thì chúng ta có thể dễ dàng giúp trẻ nhỏ phòng tránh được những cái kết quả mà nó không như mong muốn khi mà bị bỏ quên ở trên xe. Còn cụ thể thì cái thiết bị này nó có gì hay thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Trước hết thì MyKit là một sản phẩm chính hãng của Viettel, cho nên là các bạn yên tâm về độ tín. Đây là một chiếc đồng hồ thông minh theo dõi trẻ nhỏ này, GPS, gọi điện thoại các thứ. Độ tuổi sử dụng là từ 5 đến 12. Đối với cái việc mà các phụ huynh là một người hơi low tech một chút thì cái việc in đầy đủ thông tin ra trên vỏ hộp luôn ấy thì nó cũng khá là hữu ích. Và trong hộp thì tất nhiên là chúng ta sẽ có một vài phụ kiện như là sạc riêng các thứ. Vậy thì quay trở lại với sản phẩm của chúng ta thì chiếc MyKit này thì thế nào? Trước hết thì mình thấy rằng là cái đồng hồ này được hoàn thiện tương đối tốt. Tất nhiên là cái phần thân của nó 100% làm từ nhựa rồi. Từ kể cả mình nghĩ là cái màn hình này chắc cũng là từ nhựa luôn. Phần cao su này khá là mềm và đeo tay mình nghĩ là rất là thân thiện với trẻ nhỏ, vì nó sờ rất là mịn và sướng. Mấy cái mặt đồng hồ thì to vừa đủ và được dán sẵn cái dán cơ lực ở đây để tránh trong trường hợp bị xước. Ở bên trái thì chúng ta sẽ có một cái khe để cắm sạc ở đây. Và bên cạnh phải thì chúng ta sẽ có một cái nút SOS và cũng như là cái nút để các bạn có thể thao tác. Một điều lưu ý nhỏ nhỏ là nếu như phụ huynh nào mà chưa để ý kỹ ấy, thì ở trên cái đồng hồ ấy, nó sẽ có một cái vạch. Các bạn cậy cái này ra thì bên trong nó sẽ là cái khay nhét SIM. Và các bạn lưu ý rằng nó sẽ in cái hình cái SIM để các bạn nhét vào cho đúng chiều. Ở cạnh dưới thì chúng ta sẽ có hai cái khe để nó phát loa. Mình thấy rằng là với những cái thiết kế như thế này thì nó rất là đơn giản, dễ sử dụng và nó rất là đầy đủ. Màn hình của MyKit là màn hình TFT, có kích thước là 1,3 inch, độ phân giải là 240x240. Và màn hình này tất nhiên là màn hình cảm ứng rồi. Độ sáng thì mình thấy là khá là tốt, góc nhìn cũng tương đối, chưa phải quá xuất sắc nhưng mà tầm giá 1 triệu như vậy thì mình nghĩ là không tệ. Phía trên thì có một cái lỗ nho nhỏ là cái camera. Camera này thì có độ phân giải là 0,3 megapixel nhưng mà nó khá là đủ dùng và chất lượng thì theo mình thấy là phát trên cái màn hình này thì nó không tệ đâu. Cách kết nối và sử dụng thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần ra một cái store của Viettel bất kỳ, các bạn mua một cái SIM, đăng ký gói sử dụng là 1 tháng hoặc là 6 tháng. Sau đó là làm theo hướng dẫn sử dụng hoặc là nhờ nhân viên Viettel hướng dẫn ngay tại đấy hoặc kết nối hộ các bạn luôn. Thì nó rất là dễ và các bạn sẽ đăng ký tài khoản kết nối với cái đồng hồ này xem là các bạn là bố, là mẹ hay là thậm chí là ông, bà, anh chị em gì đó. Rất là dễ. Đối với cái giao diện của đồng hồ này thì mình nghĩ rằng là nếu như mà trẻ chưa biết đọc khoảng độ tầm 5 tuổi thì hơi khó. Còn nếu mà trẻ mà đã biết đọc và đi học tầm khoảng 6, 7 tuổi trở lên ấy, thì mình nghĩ là nó rất là dễ sử dụng. Cái đồng hồ này sẽ có gồm một vài các cái trang thao tác. Ví dụ như là cái trang chính thì các bạn sẽ có hiển thị ngày giờ này, cường độ sóng, kết nối data, thời lượng pin v.v. Các bạn có thể giữ tay trên màn hình chính để chuyển đổi màu nền từ xanh sang hồng. Cái này thì chắc là để tùy biến cho bé trai hoặc bé gái. Thao tác lật trang rất đơn giản, vuốt trái phải đều được. Để truy cập các ứng dụng thì các bạn chỉ cần bảo con bấm vào thôi. Các ứng dụng phần lớn đều được quản lý và thiết lập qua ứng dụng MyKit trên điện thoại của phụ huynh. Cho nên là con trẻ gần như không phải tự làm, phụ huynh có thể tự kết nối xong tự là cài đặt cho các con. Nó rất là dễ thôi. Và tất nhiên là như mọi cái đồng hồ smartwatch khác thì chúng ta sẽ có thể cài đặt màn hình độ sáng thứ rồi cập nhật firmware. Vậy thì cái trải nghiệm thực tế khi mà mình có thử một vài tính năng thì ra sao? Trước hết cái tính năng đầu tiên là mình quan tâm là tính năng SOS. Cái tính năng này thì khi các bạn setup danh bạ ở trong cái đồng hồ ấy thì nếu như con của các bạn đang trong tình trạng khẩn cấp, như là đoạn đầu intro mình có làm một đoạn demo ấy, thì khi có trường hợp khẩn cấp các bạn chỉ cần bảo con giữ cái nút này, nó sẽ ngay lập tức phát thông báo tới điện thoại của bạn và sau đó nó sẽ lần lượt gọi điện thoại tới 3 người đã được đăng ký sẵn theo cái hệ thống của nó. Ví dụ như là gọi cho bố mà bố không nghe máy thì nó sẽ tiếp tục gọi cho mẹ không nghe máy thì tiếp tục gọi cho anh hay gì đấy, nó sẽ liên tục nó gọi như vậy. Và khi mà mình thử thì mình thấy rằng cái độ chính xác nó cũng tương đối cao. GPS sẽ chính xác rơi vào khoảng độ tầm cách nhau khoảng 3 đến 4 50 mét gì đấy. Nó cũng không chênh lệch quá nhiều. GPS dân dụng như vậy thì mình thấy rất là tốt. Cách sử dụng gọi và nhắn tin thì cũng rất đơn giản. Gọi thì bé có thể gọi trực tiếp cho bố mẹ đăng ký sẵn hoặc là bố mẹ gọi trực tiếp cho bé đều được. Tin nhắn thì sẽ chỉ gửi tin nhắn thoại thôi. Mỗi tin nhắn thì sẽ được khoảng tối đa là 10 giây. Và tất nhiên là sẽ không có tin nhắn bấm, bởi vì các bạn chắc chắn là cũng không muốn là con mình toét mắt ra bấm cái màn hình này rồi, nó rất là nhỏ. Cho nên là chúng ta sử dụng tin nhắn thoại như vậy là rất là hợp lý.
Tính năng định vị hỗ trợ GPS thì nó cũng khá là hữu ích. Các bạn có thể theo dõi trên Google Maps cảnh báo nếu như mà con đã đi ra khỏi vùng an toàn. Tính năng định vị này thì có thể có nút tắt ở ngay bên góc trên để có thể truy cập vào lịch sử di chuyển của bé xem bé đã từng đi những đâu. Và cái phần này sẽ được ghi lại trong thời gian 1 tháng. Nếu như các bạn mà muốn gọi là theo dõi con mình kỹ hơn một chút ấy, thì cái việc đấy nó cũng khá là hiệu quả. Ngoài ra có một vài tính năng nữa mình thấy nó cũng khá là hay và nó kiểu nó độc đáo ấy. Ví dụ như tính năng là yêu cầu đồng hồ gọi đến mà trẻ có thể không biết nhá. Tức là các bạn có thể yêu cầu đồng hồ gọi đến và kiểu để quan sát và theo dõi từ xa, theo dõi ẩn. Hoặc là có thể sử dụng đồng hồ của trẻ, ví dụ để bảo trẻ chụp ảnh cô giáo hay là chụp như nào đấy mà thấy có dấu hiệu gì đấy các bạn có thể chụp. Mà thậm chí là đối tượng không biết, nó không phát ra tiếng gì cả, nó chụp ngầm. Nếu như mà trẻ đang trong tình trạng bị uy hiếp và muốn chụp ngầm hay như nào đấy thì mình thấy rằng là đây là một cái tính năng rất là hữu ích và nó rất là độc đáo nữa chứ. Và đã là một smartwatch thì không thể nào mà thiếu cái tính năng cảnh báo và cũng như là đo đạc sức khỏe rồi. Các bạn có thể đo đến bước chân các thứ, tính calo. Con mình mà có hơi mũm mĩm một tí mà muốn chúng hoạt động nhiều hơn hay là tập luyện nhiều hơn thì chúng ta có thể đếm cái tính năng này để cho con trẻ chịu khó tập luyện và nhắc nhở chúng chịu khó là đi lại các thứ hơn. Đây là một tính năng mà mình nghĩ là cũng rất là tốt. Vừa rồi thì mình đã chỉ cho các bạn những cái tính năng rất là hữu ích. Không phải chỉ con mà thậm chí là nếu như mà nhà bạn có em nhỏ, trẻ nhỏ thì các bạn cũng có thể dùng cái sản phẩm này để có thể theo dõi và cũng như là tránh những cái trường hợp xấu xảy đến với con cái hoặc là con em trong nhà mình. Và với mức giá khoảng độ 1 triệu đồng thì mình thấy đây là một sản phẩm mình nghĩ là rất là tốt. Mà rõ ràng là nó cũng giúp cho các quý vị phụ huynh có thể quản lý con trẻ của mình tốt hơn. Nó đi đâu, chơi bời như nào, hoạt động học hành như nào, hay là nhà trường, cô giáo các thứ đối xử có tốt không thì chúng ta có thể theo dõi được. Và cái này nó rất là hữu ích và rất là hay. Bởi vì đây là một sản phẩm chính hãng của Viettel, cho nên việc mua bán cũng như là cài đặt setup rất là dễ. Các bạn chỉ cần ra store của Viettel mà thôi. Mình nghĩ rằng là nếu trong thời đại số như bây giờ thì việc sở hữu một chiếc đồng hồ như này là rất hợp lý. Và mình khuyến khích là anh em nên sử dụng nếu như trong nhà đang có con nhỏ hoặc là trẻ nhỏ. Còn video đã hết rồi. Nếu anh em cảm thấy đây là một video hữu ích, hãy like cũng như là share video này đến với bạn bè để các bạn có thể biết nhiều hơn về những cái sản phẩm hữu ích như thế này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số video lần sau. Bye bye.